Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của VNTA. Mình là Vũ Ngọc Thành, giám đốc của VNTA. Hôm nay mình sẽ chia sẻ video tập luyện của Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang tại giải Việt Nam Open 2017 để chuẩn bị cho giải MedFuture F1 F2 tại Bình Dương. Trịnh Linh Giang sinh ra tại Hà Nội ngay trước năm 1997. Anh bắt đầu tham gia chơi tennis từ năm 7 tuổi và tập luyện tại Liên đoàn bóng vợt Hà Nội. Và ở thời điểm hiện tại thì Trịnh Linh Giang đang luyện tập tại BKMX Bình Dương. Anh và Lý Hoàng Nam luôn tham gia luyện tập trên đỉnh cùng với nhau ở một số giải đấu lớn. Điều này giúp cho anh nâng cao trình độ rất là nhanh. Các anh chị đã xem kênh YouTube VNTA, đừng quên ấn nút đăng ký và chia sẻ với những người đam mê tennis tại Việt Nam. VNTA sẽ luôn luôn chia sẻ những video giá trị đến tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.